Tóc là đá học đá dai rồi đấy, sơ thì nó khỏi nấc nấc rồi đi nhau cha gọt lại sau nhé. Anh em chú ý cái dây đoạn này là rất quan trọng nha. Khi mà mình làm xong thì mình phải quật thì mình làm sạch tới giai đoạn mà làm nguội rồi á thì mình phải vét lót, làm xong là mình phải tranh thủ mình vét lót lên. Tại vì là khi mà làm tới giai đoạn đây là bắt đầu là nó sẽ rất là nứt. Mà lót cái nước đầu thì anh em chú ý là quét cho nó đậm đậm vô tới để cho nó hút. Nó hút vào ngổ thì chừng sau này mấy cái nước sâu thì nó sẽ tốt. Chứ đừng có sợ quét cứ sơ rồi cho nó thấm cái tí xíu. Chừng sau này là nó đã khô rồi, lót nó vô thì lót nước đầu nó vô nó khô. Khô thì chừng cái lót nước hai thì nó lại khó hút. Lần cái nước đầu tiên thì anh em chú ý là quét lót cho đậm vô để cho nó hút. Nhưng mà những cái nét nhỏ như khuôn mặt mình đang làm á thì anh em phải quét nhiều lần, quét đi quét lại để cho nó không có đậm vô trong mấy cái kẽ mắt. Cái chừng sau này mình xử lý lại nó sẽ khó. Làm nha anh em, làm ở nhà thì đã qua chạm ấy thì nó khác. Anh em có kinh nghiệm, anh em đã là thợ mà vẫn còn đang học nghề rồi thì kinh nghiệm anh em nó vẫn còn thấp ở trong giai đoạn mà thực hành ấy, thì nó khác. Còn đã biết rồi, còn mà anh em tự học ở nhà thì nó lại khó á. Nên cái chỗ này thì nếu mà tự học ở nhà thì phải làm giống mình này. Cái công đoạn lót thì chia sẻ với anh em là nó có mình cần phải làm lót hai lần. Ban đầu mình phá ra mình gọt thì mình làm lót nước đầu tiên. Thì như mình chia sẻ đây là cái nước lót đầu tiên thì anh em phải lót cho nó đậm. Tại vì cái tính chất gỗ thì nó khi mà mình gọt ra thì các cái sớ gỗ thì cái hơi nước nó bắt đầu là nó thoát, thì lúc này gỗ nó nứt. Là cái giai đoạn đầu tiên mà lót thì anh em lót cho nó hút mạnh vô. Đấy. Còn cái cách mà pha lót như thế nào ấy, thì ở trên YouTube ấy, thì rất là nhiều anh em làm rồi, mình không có chia sẻ lại. Nên anh em cứ lên YouTube ấy mà học hỏi. Còn mình chia sẻ ở đây là để bảo vệ giảm thiểu cái độ nứt. Tất nhiên thì gỗ thì nếu mà anh em làm mà gỗ tư thì cho dù anh em có làm lót hay chăng nữa thì sau này nó vẫn nứt. Nhưng mà đỡ gọi là làm ăn nhanh thì có thể sử dụng cái cánh này. Nhưng mà cách tốt nhất thì nên là đỡ cho gỗ nó khô một chút, mình rửa gỗ nó khô á mình làm thì nó sẽ bảo đảm cái về sau hơn, nó tránh giảm thiểu cái độ nứt hơn. Thì sau này nứt thì mình vẫn xử lý lại, nhưng mà cái nước lót đầu tiên nó quan trọng. Nó muốn chia sẻ với anh em ở chỗ này, quyết đậm để cho nó hút.
có khi là mình vét lại lần hai đấy, để cho nó hút nó ngấm vô. Thì tại vì là cái nước đầu tiên ấy, là gỗ nó rất là hút luôn, mà cái nước cái lớp lót ấy, thì nó khi mà nó hút vô ấy, thì nó sẽ cứng lại, nó làm cho cái hơi nước ở trong gỗ ấy, nó lại là giảm thiểu cái độ là thoát ra, nên lúc này ấy, là gỗ nó được bảo vệ cái lớp ngoài thì nó sẽ không bị nứt nữa. Nhưng mà tương lai thì nó cũng tùy vào gỗ mình còn cái độ khô nó tới đâu nữa, hay là nó vẫn còn nước nhiều thì nó vẫn sẽ nứt, nó róc thì nó sẽ nứt. Nhưng mà cái thở là dài năm, cái nước lót mà đầu tiên em nó làm tốt thì nó bảo vệ rất là ok luôn. Bây giờ thêm nữa là cái nước lót đầu tiên thì mình làm mà ok thì tới cái nước lót thứ hai ấy, đúng không, mình làm một nước lót nữa, nước lót thứ hai thì mình chỉ làm sơ thôi. Anh em chú ý này, cái nước lót thứ hai thì mình quét rất là mỏng, quét đều nhưng mà cực mỏng, còn cái nước đầu tiên đây là phải quét cho đậm. Sau này tới cái nước mà phun bóng ấy, khi mà anh em lót hai nước lót rồi mà tới lúc mà phun bóng ấy, thì lúc này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của cái việc mà mình viết lót đầu tiên nó đúng tiêu chuẩn. Do tại vì là mình thấy trước kia mình còn thiếu kinh nghiệm ấy, thì cái nước lót đầu tiên ấy là mình viết nó rất là mỏng, mình viết nó sơ sài lắm, mình không hiểu cái cơ bản của nó. Thì chừng sau này thì tới cái nước lót thứ hai thì mình viết cực mỏng rồi, nước lót đầu tiên thì mình viết cũng bình thường, mình cũng không viết đậm vô cho nó hút. Mạch nhỏ. Tới lốt thứ hai rồi cái là viết phải mỏng, chứ không là lúc này là chà giấy nhám 320 đầu phun á, thì nếu mà nó dày quá thì mình chà nó mệt, nó không có đi hết cái lớp lót, thì lúc đấy thì nó lại khó khăn hơn. Nên cái nước lót thứ hai người ta sẽ quét rất là mỏng. Nên cái yêu cầu ấy, cái cơ bản đầu tiên là phải cái nước lót đầu tiên nó rất là quan trọng. Còn khi tới phun bóng á, thì nếu mà cái nước lót đầu tiên mình xử lý mà ok rồi á, thì tới khi mà sơn bóng hay là sơn mờ gì đấy tùy anh em, thì khi anh em làm á, thì nó rất là đẹp, nó giữ lại cái độ bóng ấy, nó giữ lại cái độ mờ, cái độ bóng của nó. Nếu mà anh em phun bóng thì nó giữ lại cái độ bóng có thể là dài năm, 3-4 năm gì đấy, tầm khoảng 3 năm đấy, thì anh em có thể là phun lại. Còn nếu mà cái nước lót đầu tiên mà anh em xử lý nó không đúng cái cơ bản ấy, thì khi mà anh em mà phun bóng hay là phun mờ gì cũng vậy, là nó sẽ bị hút vô, nó không có giữ được cái gọi là nó chưa có ở trong gỗ ấy, nó chưa có lắp hết những cái lỗ chân lông ấy, nó vẫn còn đang hút mà. Thì nên khi mà xử lý không tốt ấy, thì chừng anh em phun ấy, phun bóng ấy, thì tầm khoảng vài tháng ấy, tầm khoảng nửa năm chứ là nó mờ lại liền, nó không có giữ được cái độ đẹp như là cái lúc mình mở phun đấy. Nên đây tuy là một cái rất là đơn giản, nhưng mà điều nó cũng chứa những cái cơ bản ở trong cái công đoạn mà viết lót nó rất quan trọng. Nên anh em mới biết được một chút về cái cơ bản ở cái giai đoạn này ấy, thì nó giúp ích cho anh em là trong cái giai đoạn mà phun bóng nó đẹp, nó giữ mình lâu bền á. Đấy.